hướng dẫn cách sử dụng cái bình thủy Caso HW660 đây. Trước khi mình mua máy về thì mình tháo vệ sinh này, cái có cái lọc Brita đây thì mình lọc qua 3-4 lần nước nhé, xong mình mới dùng nhá. Thì đây ạ, đây là cái màn hình mình lột nhá, trước khi dùng là lột cái tem ở đây đi ạ. Đây là cái màn khóa này, mình ấn này, giữ này mấy giây này, đây ạ, nó sẽ hiện lên. Đây là nhiệt độ này, đây là lượng nước này, đây là cái chế độ pha sữa trẻ em này, đây là nhiệt độ này, đây lượng nước này, đây cái này, cái hình giọt nước này là để đun cái lượng nước nhiều hơn cái mặc định ở trong đây, tức là có thể 500, 600, 700, 800 hay là đun hết cả bình, đấy là do nhu cầu của mình. Thì đầu tiên mình sẽ mở khóa này, chọn nhiệt độ này, nó từ 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100. Thì nếu ai muốn uống nước mà dưới cái nhiệt độ 100 ấy, thì là bảo đảm là nước đã phải sạch rồi ạ. Nếu mà nước đã uống trực tiếp được rồi, còn nếu mà không thì mình để mặc định 100 đây, 100 độ này. Đây là cái này nó rất an toàn. Đây ạ, lượng nước này 100 này, 150 này, 200 này, 250, 400 này. Đây, mình thường thì mình chỉ uống đến 200. Đây này, start này. Là máy đang bắt đầu hoạt động. Đấy. Pha trà, cà phê hay là lấy một chút nước nóng pha cho trẻ em rất là tốt ạ. Rất là tiện. Mà không phải là nó đun toàn bộ cái bình này đâu, mà nó là nó chỉ đun cái lượng nước của mình chọn, nên là nó rất tiết kiệm, chứ không phải đun toàn bộ xong nó ủ đâu ạ, không như bình thủy khác đâu ạ. Đấy, xong tự động nó sẽ khóa, chờ tí ạ, nó sẽ khóa màn hình để cho trẻ em mà không thể dùng được. Đấy, đấy không thể ấn được, nó rất là hiện đại và cũng khá là an toàn.